Mình là Hồng Anh, biên đạo của February. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của vũ đoàn February. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bài múa dân gian mà mình đã dựng được khoảng hơn 2 năm rồi. Nhưng mà mình thấy bài này vẫn rất là hot và các bạn cover rất rất nhiều trên YouTube của mình up lên. Hiện tại vẫn có rất là nhiều bạn yêu cầu mình ra cái clip hướng dẫn của bài này. Và hôm nay thì mình sẽ làm clip hướng dẫn Còn Duyên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học Còn Duyên nhé. Duyên là duyên muôn nụ, nụ ban hoa. Thế duyên là duyên người gấm, gấm cây đa. Chú đã đợi chờ, đừng thấy em lắm vãn mà ngờ. Tuy rằng em lắm bạn, nhưng em vẫn chờ, là chờ người ngoan. Mình sẽ lùi xuống một chút để bước tiến lên nhé. Bước trái 1, 2, 3, and 1, 2, 3. Khi mà bước lên thì mình phải cố gắng thu cái chân còn lại theo nhé. Và sau đấy đi vòng tròn sang trái. Bước sang trái, đầu nghiêng sang trái và mặt đi bên phải và ngược lại. Sau đó quay sang trái tại chỗ. Và quận tay 1, quận 2. Lần thứ 3 thì thêm một cái vòng qua mặt nữa. Tiếp tục đường vòng đó thì mình đưa hai tay lên bên phải và đưa hai tay che mặt. Mở bên phải, nhìn theo tay. Và này khi nào mở mắt nhìn theo tay nhé. Tay còn lại thì mình sẽ che mặt. Sau đó đưa nửa vòng tròn này, mặt ngó ra. Và sau đó lại che mặt lại. Cái đoạn tay nghiêng sang này này nó rơi vào từ nhưng. Còn đoạn quay đầu này này lại từ em vẫn chờ. Sau đó hạ cả hai tay xuống. 1 2, 3, 1, 2, 3, lần thứ 3 là thu về. Nghiêng 1, 2, 3, 3 lần thấp, 3 lần cao. 1, 2, 3 và sau đó đưa hai cổ tay chạm vào nhau và cùng đưa xuống từ từ thứ nhất. Và mình lại đi vòng tròn tại chỗ và giơ tay phải ra. Bình thường mình sẽ không làm lại nhé. Mình lùi xuống một chút này. Được, 1, 2, 3, bước 1, 2, 3, nhớ là chân dưới kéo theo nhé. Rồi quay tròn. Và nghiêng sang trái, mắt nhìn sang phải. Đi sang phải, mặt nhìn sang bên trái. Quay tại chỗ, nhớ lấy đà chân trái lên rồi chân phải bước sang quay. Và vuốt mặt quận 1, quận 2, quận 3. Và thêm một đường quanh mặt vòng tròn. Và tiếp tục cái hướng tay đấy mình đưa lên bên phải. Và úp che mặt. Tay mở sang phải, mắt nhìn theo tay. Tay mở sang trái, mắt cũng nhìn theo tay và nghiêng về bên còn lại. Sau đó đưa hai tay vòng tròn bên trái và mặt ngó sang bên phải. Đến tuy nhưng thì cả đầu và tay đều nghiêng sang phải và sau đó quay vòng tròn sang trái một vòng. Sau đó hạ cả hai tay xuống và đoạn này thì khi mà đưa tay thì mình phải đưa cả hông vào đầu nhé. Các bạn có thể tua chậm clip lại để nhìn theo hướng hông mình đưa vào đầu mình nghiêng sang bên nào. Thứ ba, lúc mình đưa hai cổ tay chạm nhau là đầu mình phải nghiêng sang trái và mặt mình hở hoàn toàn ra để không bị tay che mặt á. Sau đó đi vòng tròn. Và bây giờ chúng mình sẽ học đoạn tổ hợp ở phần nhạc dạo. Bước chéo hai bước đồng thời là tay vẫy ở trên hai bên. Và lần thứ ba thì là đưa tay và đá chân. Rồi cúi xuống này, tay vuốt qua hai tay. Rồi đẩy sát người, đẩy xuống, trụi chân trái ở đằng sau và hai tay quận vào trong này. Rồi đưa lên tai và đẩy ra hai bên. Lúc này thì người phải nghiêng sang trái nhé. Lần thứ hai thì mình làm chậm hơn. Rồi đưa tay phải sang trái, quận tay một vòng. Rồi đưa chân trái ra đằng sau sang phải. Và sau đó quay bên trái nửa vòng,
nhấc cái chân phải và tay phải lên, trụ chân phải nhé. Và sau đó đoạn này là 1, 2, 3. Cái này 3 cái làm dứt khoát theo 3 cái nhịp nhạc. Thì tí nữa cái nhạc các bạn sẽ thấy. Đưa tay phải và chân phải quay sang phải, và sau đó nhảy lên. Nhảy là nhảy cả chân phải lên và chân trái cũng nhảy, và chân trái thì là đá đằng sau, đá cao. Chéo ra đằng sau nhé, lại này. Hút vào, chân phải tay phải đưa ra, quay và nhảy cả hai chân, và chân trái thì để cao, tay trái cao, tay phải ngang, mặt hướng về phía trước. Và ôm, mở, tay trái vút qua mặt để sang bên phải. Sau đó tay phải chọc từ dưới lên, bước chân trái sang phải ở trên, và sau đó lại bước xuống dưới một lần nữa và quay. Và mình sẽ lấy đà để bước tiếp để nhảy này. 1, 2. Chân phải mình sẽ bước trước để lấy đà theo đẹp đá chân trái. Lại nhá. 1. Chỉ trong một nhịp thôi, chân phải bên trái cùng lúc. 1, 2. 2 là mình hạ chân xuống rồi, 3 là đá. Khi mà đá là chân phải cao, tay phải cao, vuông góc với tay trái ở ngang. Sau đó chân phải mình đưa ra đằng sau ở bên trái và cuộn tay, rồi đưa sang trái một cách rất từ từ. Giờ mình sẽ làm liền nhé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quay. Sau khi quay thì cái câu mà nghiêng đầu này nó rơi vào từ gốc. Trong cái câu gốc cây đa, ngồi gốc thì rơi từ gốc, nó đồng nghiêng. Rồi. Đừng thấy em lắm bạn mà ngờ, tuy rằng em lắm bạn. Đến từ nhưng, nhưng là nghiêng. Nhưng em vẫn chờ là quay đầu, là chờ người ngoan. Tính a tình, tính tình, tình tinh. A hội a, ư hội ư la ư hội ư. Cái đoạn này giơ xuống chậm thôi theo cái câu nhạc. Và đoạn nhạc dạo để đoạn chuyển giữa thì mình quay tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Quận 2, 2, 3 và 4. Quận tay 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chọc 2, 2, mở 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chậm 7, 8. Mở ra chậm. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn xong bài Còn Duyên rồi, và mình rất mong là các bạn có thể dễ dàng cover lại bài múa này. Và nếu up lên YouTube hay lên Facebook hay lên bất kỳ kênh nào của mình thì các bạn hãy ấn hashtag Vũ Đoàn Fairy và biên đạo Hồng Anh nhé. Và nếu thích clip này cũng như là series yêu múa cùng Fairy của biên đạo Hồng Anh thì các bạn hãy ấn like clip và share cho mọi người cùng học nhé. Và đừng quên ấn subscribe kênh YouTube Vũ Đoàn Fairy để cập nhật nhanh nhất cái sản phẩm mới của Fairy nhé. Tại vì các bạn